Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc Ambien, tên gốc Zopadem, phân nhóm thuốc ngủ. Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ là một loại thuốc an thần, thuốc chứa hoạt chất chính là Zopadem có tác dụng cân bằng các chất trong não có liên quan đến giấc ngủ. Từ đó, thuốc giúp bệnh nhân giải quyết các rối loạn giấc ngủ. Thuốc Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ được chỉ định trong các trường hợp để an thần và điều trị mất ngủ. Ngoài ra, Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ còn có thể được sử dụng cho các mục đích khác. Bạn chỉ sử dụng thuốc này để điều trị một số bệnh lý khi có chỉ định của bác sĩ. Liều dùng, những thông tin được cung cấp không thể thay thế cho lời khuyên của các chuyên viên y tế. Bạn hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi quyết định dùng thuốc. Liều dùng thuốc Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ cho người lớn như thế nào? Đối với nữ, bạn cho người bệnh dùng 5mg thuốc một lần mỗi đêm trước khi đi ngủ. Bạn cần đảm bảo dùng thuốc ít nhất 7-8 giờ trước thời gian thức dậy. Đối với nam, bạn cho người bệnh dùng 10mg thuốc một lần mỗi đêm trước khi đi ngủ. Bạn cần đảm bảo dùng thuốc ít nhất 7-8 giờ trước thời gian thức dậy. Sự khác biệt trong dùng thuốc ở nam và nữ là do nam có khả năng thanh thải Zopadem tốt hơn nữ. Liều dùng thuốc Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ cho trẻ em như thế nào? Liều dùng cho trẻ em vẫn chưa được nghiên cứu và xác định. Bạn hãy hỏi ý kiến bác sĩ để đánh giá lợi ích rủi ro nếu bạn định dùng thuốc này cho trẻ. Cách dùng, bạn nên dùng thuốc Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ như thế nào? Bạn nên dùng Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ chính xác theo chỉ định của bác sĩ. Bạn cần làm theo tất cả các hướng dẫn trên nhãn thuốc hoặc theo toa. Bạn không nên dùng thuốc này với số lượng lớn hơn hoặc lâu hơn liều lượng quy định. Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể gây nghiện. Bạn không bao giờ dùng thuốc này với người khác, đặc biệt là người có tiền sử lạm dụng ma túy hoặc nghiện. Bán hay cho đi loại thuốc này là vi phạm pháp luật. Bạn không nên dùng thuốc này nếu bạn không có đủ 7-8 giờ để ngủ trước khi hoạt động trở lại. Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ chỉ sử dụng ngắn hạn. Bạn nên nói với bác sĩ nếu triệu chứng mất ngủ không cải thiện hoặc nếu chúng nghiêm trọng hơn sau khi sử dụng thuốc này trong 7-10 đêm liên tiếp. Bạn không nên dùng thuốc này lâu hơn 4 hoặc 5 tuần mà không có lời khuyên của bác sĩ. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách dùng thuốc, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để biết thêm thông tin. Bạn nên làm gì trong trường hợp dùng quá liều? Trong trường hợp khẩn cấp hoặc quá liều, bạn cần gọi ngay cho trung tâm cấp cứu 115 hoặc đến trạm y tế địa phương gần nhất. Ngoài ra, bạn cần ghi lại và mang theo danh sách những loại thuốc bạn đã dùng, bao gồm cả thuốc kê toa và thuốc không kê toa. Bạn nên làm gì nếu quên một liều? Nếu bạn quên dùng một liều thuốc, bạn hãy dùng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu gần với liều kế tiếp, bạn hãy bỏ qua liều đã quên và dùng liều kế tiếp vào thời điểm như kế hoạch. Không dùng gấp đôi liều đã quy định. Tác dụng phụ, bạn sẽ gặp tác dụng phụ nào khi dùng thuốc Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ? Tác dụng phụ người bệnh có thể gặp khi dùng thuốc này bao gồm buồn ngủ ban ngày, chóng mặt, cảm thấy không khỏe, cảm thấy say thuốc hoặc lâng lâng, mệt mỏi, nghẹt mũi, khô miệng, kích ứng mũi và cổ họng, buồn nôn, táo bón, bệnh tiêu chảy, đau dạ dày, đau đầu, đau cơ. Người bệnh cần dừng sử dụng Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ và gọi cho bác sĩ ngay nếu bạn có các triệu chứng sau: tức ngực, tim đập nhanh hoặc không đều, khó thở hoặc nuốt, xúc động, ảo giác, các vấn đề về trí nhớ, thay đổi tính tình, suy nghĩ về tự sát hoặc làm tổn thương bản thân. Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ và có thể xảy ra những tác dụng phụ khác. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tác dụng phụ, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Thận trọng, cảnh báo, trước khi dùng thuốc Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, bạn nên lưu ý những gì? Trước khi dùng Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, bạn nên báo với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Bạn cần phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ trong trường hợp này. Bạn dị ứng với bất kỳ thành phần nào của Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, bạn đang dùng những thuốc khác bao gồm thuốc được kê toa, không kê toa, thảo dược và thực phẩm chức năng, bạn đang hoặc đã từng mắc các bệnh lý khác. Những điều bạn cần lưu ý khi dùng thuốc Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ trong trường hợp đặc biệt mang thai, cho con bú, phẫu thuật. Vẫn chưa có đầy đủ các nghiên cứu để xác định rủi ro khi dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú. Trước khi dùng thuốc, bạn hãy luôn hỏi ý kiến bác sĩ để cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Tương tác thuốc. Thuốc Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể tương tác với những thuốc nào? Thuốc Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể làm thay đổi khả năng hoạt động của thuốc khác mà bạn đang dùng hoặc gia tăng ảnh hưởng của các tác dụng phụ. Để tránh tình trạng tương tác thuốc, tốt nhất là bạn viết một danh sách những thuốc bạn đang dùng, bao gồm thuốc được kê toa, không kê toa, thảo dược và thực phẩm chức năng, và cho bác sĩ hoặc dược sĩ xem để đảm bảo an toàn khi dùng thuốc. Bạn không tự ý dùng thuốc, ngừng hoặc thay đổi liều lượng của thuốc mà không có sự cho phép của bác sĩ. Những thuốc có thể tương tác với thuốc Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ bao gồm chlorpromazine, itraconazole hay ketoconazole, rifampin, imipramine, sertraline. Thuốc Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có thể tương tác với thực phẩm, đồ uống nào?
thức ăn, rượu và thuốc lá có thể tương tác với vài loại thuốc nhất định. Bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về việc uống thuốc cùng thức ăn. Rượu và thuốc lá, tình trạng sức khỏe nào ảnh hưởng đến thuốc Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ? Tình trạng sức khỏe của bạn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc này. Bạn cần báo cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, đặc biệt là bệnh thận, bệnh gan, bệnh phổi như hen, viêm phế quản, khí phế thũng hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, chronic obstructive pulmonary disease, chứng đổi máu, tiền sử trầm cảm, bệnh tâm thần hoặc suy nghĩ tự sát, tiền sử nghiện ma túy hoặc nghiện rượu. Bảo quản thuốc, bạn nên bảo quản Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ như thế nào? Bạn nên bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ẩm và tránh ánh sáng, không bảo quản trong phòng tắm hoặc trong ngăn đá. Bạn nên nhớ rằng mỗi loại thuốc có thể có các phương pháp bảo quản khác nhau, vì vậy bạn nên đọc kỹ hướng dẫn bảo quản trên bao bì hoặc hỏi dược sĩ. Giữ thuốc tránh xa tầm tay trẻ em và thú nuôi, bạn không nên vứt thuốc vào toilet hoặc đường ống dẫn nước trừ khi có yêu cầu. Thay vì vậy, hãy vứt thuốc đúng cách khi thuốc quá hạn hoặc không thể sử dụng. Bạn có thể tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc công ty xử lý rác thải địa phương về cách tiêu hủy thuốc an toàn. Dạng bào chế, thuốc Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có những dạng và hàm lượng nào? Thuốc Ambien thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có dạng viên nén bao phim và hàm lượng 5mg. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.